Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Hạnh Đan, BHD, Hãng Phim Việt tuyển 3 tài xế lái xe 16 chỗ, xe tải nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc, lái xe khách 16 chỗ hoặc xe tải nhỏ, vận chuyển hàng hóa, đi phim hoặc game show của công ty. Yêu cầu công việc, nam, không yêu cầu trình độ, 1 năm kinh nghiệm trở lên, rành đường thành phố và các tỉnh lân cận, nhanh nhẹn, thật thà trong công việc, quyền lợi được hưởng, mức lương được tự do thỏa thuận theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lương thưởng theo quy định của công ty, ngày 1 tháng 1, 30 tháng 4, 2 tháng 9, Tết âm lịch, vân vân. Yêu cầu hồ sơ, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe, các bằng cấp có liên quan. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Hạnh Đan, BHD, Hãng Phim Việt, địa chỉ số 331 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, email diemngoc@bhdvn.com, điện thoại liên hệ 0907 472 411 gặp chị Diễm. Ngày hết hạn nộp hồ sơ cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018.